dumpling. Yeah, yeah, dumpling. Dumpling. Ah, this is it. Let's try it. Try it. Chúng mình đang dừng chân ở một trạm nghỉ. Thì trạm nghỉ là rất là lớn, có bán đồ ăn và phòng vệ sinh. Thì mọi người đều sẽ dừng lại đây để đi vệ sinh hoặc là mua đồ ăn. Và chúng mình muốn đi vệ sinh và cũng mua một chút đồ uống một tí. It's cold, it's so gloomy when you're gone. Oh, I will wait till you're back. Then the morning light will break. And I'm gonna make you mine, I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine, I'm gonna make you mine. Cái màu keropok. Keropok là cái, nó như là cái chả cá chiên đó các bạn. Là chili sauce. Dạ, màu mà. À, sikit. You gotta eat it. Oh. Okay, thank you. Thank you. Nhiều nước, ngọt vừa phải, nhưng mà nhiều nước. Chúng mình vừa mới đậu xe ở đây và trước một cái nhà hàng để đi tìm đồ ăn. Thì ở đây là cả một một con đường rất là cổ và rất là nhiều đồ ăn cùng với rất là nhiều nhà hàng. Đây là món trứng chiên hào. Đây là món lốc lốc. Thì các bạn sẽ chấm vào cái đồ nước nóng này. Rồi đó sẽ chấm với sốt, chấm với nước chấm. Đây, cả cái con đường này có rất là nhiều đồ ăn. Mọi người cũng sẽ ngồi ở dọc đường và ăn. Mình mua 4 cái xúc xích 12 ring. Đấy, đang dán này. Đây là món tôm tít. Món này khá là nổi tiếng ở bên này. Người ta nấu chung với cả trứng muối. Còn đây là cái xúc xích mà mình vừa mới order, vừa mới gọi xong. 4 cái xúc xích 12 ring. Còn đây là một cái loại mì bao gồm có tôm, chả, rau và nước sốt. Đây là tôm tít rang với trứng muối. Để mình ăn thử nhé. Trứng muối vị béo béo, hơi ngọt ngọt. Ăn rất là giòn. Người ta vừa mới rán xong.我拿五粒给你们吃。好。啊，你们干嘛？哈哈哈哈哈！可以可以可以，我们跟你买，安哥。不要不要买，我送给你们吃。哎呦，哎呦哎呦哎呦！嗨嗨，你是来比价？还给人家看呢哈。广啊，YouTube去YouTube。哦，YouTube，拜拜。拜拜。你们有什么喝的？喝了好喝的，要我做给你喝。柠檬酸梅，好喝，柠檬酸梅，俺不拉麦完了。
这个柠檬酸没有喝吗？有放糖，好喝啦，很多人喝。Lemon plum juice。你要什么？凉茶。你要凉茶，凉茶热的。可以可以。凉茶热个柠檬啊，糖小啊，谢谢谢谢。What this? Dumpling. Dumpling 啊呀 ，dumpling。啊，水饺啊。啊，你吃一下，吃一下。Ông vừa tặng cái chú vừa tặng một đĩa sủi cảo rất là hấp dẫn, mình ăn thử nhé. Tự nhiên ra tặng không lấy tiền, ngại quá. Đây là cái món mì vừa nãy mà chúng mình gọi. Thì thường cái này gọi là Hokkien mì. Thì thường nó sẽ có màu đen và hơi khô khô ấy. Thì ở đây người ta lại nấu theo một kiểu khác, nó hơi ướt ướt và nó không có cái màu đen như thế. Ăn nó ngọt ngọt, mùi rái và có mùi tôm và chả. Đây, ở đây rất là nhộn nhịp. Các quán bar bây giờ vẫn còn mở rất là nhộn nhịp. Hình như là mở tới 12 giờ hoặc là 1 giờ đêm. Wow, chúng mình mới phát hiện ra một cái nhà hàng rất là đẹp. Như kiểu là một khách sạn á. Nhà hàng kiểu rất là kiến trúc rất là cổ. Satu kosong enam. Phòng của mình là phòng 106. Terima kasih. Phòng giường 2 người và trong đây là phòng vệ sinh, một cái bàn và một cái tủ để quần áo đó. Phòng chỉ có vậy thôi.